Ok, xin chào mọi người. Thì bây giờ đã đến giờ rồi. Xin phép được mở camera nha. 10 giờ rồi, mình xin phép được bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. thì xem nó có 8 người tham gia. Ok, không sao, mình cứ bắt đầu buổi học bởi vì là bây giờ cũng đến giờ rồi á. Nên mọi người, những ai mà không không theo được lớp học ngày hôm nay thì có thể xem lại trên YouTube. Ok, trước khi vào buổi học hôm nay thì mình xin tâm sự một chút với mọi người. Mọi người có nghe được tiếng mình rõ không ạ? Nếu mà mọi người nghe rõ thì mọi người có thể gõ số 1 vào phần chat được không Dạ nghe rõ cô xin nói Okay ạ. Dạ, cảm ơn chị. Trước khi vào buổi học thì em mình xin tâm sự một chút với mọi người về buổi học tuần trước. Nói chung là đấy là một buổi đầu của mình và mình còn nhiều khá là nhiều bỡ ngỡ cũng như là thiếu kinh nghiệm. Và ngay ở những phút đầu tiên thì đã bị một bạn nào đó dội cho một gáo nước lạnh vào 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 người. Thế là thực sự thực nói thật lòng là lúc đó mình rất là sốc bởi vì là chưa bao giờ mình bị xúc phạm như thế, nên là mình rất là sốc và cái tâm lý tinh thần của mình đi xuống rất là nhiều. Cho nên là cái buổi học hôm đó có rất là nhiều điều mà mình muốn truyền tải, mình muốn gửi đến các bạn học viên, nhưng mà vì tâm lý bị ảnh hưởng nên mình đã bỏ qua rất là nhiều thứ. Sau đó thì mình đã được rất là nhiều lời khuyên cũng như là lời động viên từ các anh chị cũng như là từ chị Đức, thì mình cũng đã vực lại được tinh thần và mình sẽ cố gắng tiếp tục cái khóa học này. Và mình hy vọng rằng những cái mà mình sắp sửa truyền đạt cho các bạn thì nó có thể giúp ích được cho các bạn không trong hiện tại hoặc là trong tương lai, vì người ta bảo là không bổ ngang thì cũng bổ dọc ấy. Mình thì cũng hy vọng là nếu mà một ai đó mà không thích buổi học cách truyền đạt của mình, hoặc là mọi người không thích ai đó thì mọi người đừng nên nói thẳng vào mặt người ta như thế. Có thể bạn có thể góp ý một cách tế nhị hơn để người ta đỡ bị tổn thương ấy. Mình thấy là cái lời nói nó có cái sức sát thương cực kỳ ghê gớm luôn, nên là mình thực sự bị tổn thương. Thôi mình bỏ qua cái chuyện đó nha. Thì buổi học ngày hôm nay mình, trước khi vào buổi học, mình muốn share cho các bạn một cái video khá là dễ thương của một em nhỏ để mình khởi động không khí, gọi là warm up cho cái buổi học ngày hôm nay nha. Thì mình xin phép được share screen. Mọi người nếu mà mọi người có nghe thấy âm thanh thì mọi người phiền mọi người gõ số 1 vào vào khung chat của mình nha. Chứ lần trước hình như mình cũng chưa quen nên mình không share được âm thanh. Ok. Cô bé này là tên là Nono Chang, rất là đáng yêu mà em ấy có hơn 2 tuổi thôi, nhưng các bạn nghe em ấy hát nha, cực kỳ đáng yêu luôn. Ok, mình sẽ cho. Ok, các bạn thấy đáng yêu không? Mình nghe cô bé này hát mà thấy đáng yêu kinh luôn, mới có hơn 2 tuổi thôi mà phát âm rất là tốt, diễn cũng rất là hay luôn, xem rất Bé là tên đáng yêu. gì cô? Dạ, Vậy cô bé tên gì vậy ạ? Nono chẳng mọi người nên vẽ gõ lên YouTube á, có Cô tên có thể nhắn cho mẹ Nono Nono chẳng. Mình gõ tên cô bé vào group chat rồi, nếu mà mọi người muốn nghe thêm cái bài hát của cô bé thì mọi người có thể lên YouTube một người tìm nha. Ok, thì vào buổi học ngày hôm nay, mọi người có nhìn thấy màn hình mình share không nhỉ? Mọi người có thấy màn hình mình đang share không ạ? thấy tối cô thấy màn hình tối Bây giờ thì thấy chưa ạ? chưa ạ Nè, mình đang xem mà nhỉ?
Em chỉ thấy cái thanh công cụ ở dưới thôi, còn lại tối. Ok, để mình xem lại. Bây giờ thì sao ạ? Vẫn vậy cô ơi. Xem lại. Bây giờ thì sao ạ? Nó đang chạy á, cô đợi một xíu xem sao, tại vì nó nói là đang đang bắt đầu đang share. Bao giờ được chị bảo em với nha. Vẫn chưa được ạ. Đi. Chưa được nhỉ? Sao thế nhỉ? Bên bên máy cô nó đã chạy ra chưa hay là Chạy rồi mà à, nó nó đang chạy bảo là đang share màn hình mà. à, nó kêu là hashtag screen biết sao. Thế là sao ạ? À, để em hỏi Uyên ơi, em có thấy cô share không Uyên? Hiện tại thì bên này em cũng không thấy đó cô. Dạ À, vậy không ạ. là Nó đang màu đen, nó có cái thanh nó cụm có thanh đen thanh và nó hiện là đang đang chuẩn bị xe thôi ạ. đang chuẩn bị xe nhưng mà bên này đang báo là đang sharing. Để em stop Cô xe, ơi, em cô xe stop lại xe xong cô xe lại ấy, cô. vào vào. Dạ. Đây ạ, thấy chưa ạ? Mọi người thấy chưa? Nó luôn cô. Dạ, vẫn chưa. Sao lại thế nhỉ? Em gửi. Cô nếu không thì cô có thể gửi file để bọn em share ở cô cũng được. À vâng, thế cũng được. Thế thì em gửi vào nhóm. Cô gửi vào nhóm giáo viên á. Giáo viên hay trợ lý cô host tiếng Nhật này nhá, chị nhá. Dạ, được ạ. Em gửi rồi đấy ạ. Đấy rồi. Để em cô đợi em xíu em kiểm tra nhé. Cô gửi trong Zalo hay ở đâu cô? Zalo chị ơi. Sao cũng không thấy luôn ta? Các bạn có nhìn thấy trong Zalo không vậy? Ủa sao xe lại không được ta? À, em cũng không thấy tin nhắn nào cô gửi trong Zalo hết ạ. Em cũng không thấy ạ. Hình như Ở cô trong trợ lý host tiếng Nhật ạ. À không. ủa có cái chữ hiếu hót tiếng Nhật nào hay là mình chỉ thấy hôm bữa cô teacher cô chỗ mà Japanese Shopee teacher cô. Để em gửi lại. Nhiều nhóm quá.
Em gửi lại rồi ạ, chị xem giúp em ấy. Ở nhóm nhịp cổ sinh ngữ Japanese. Teacher. Có 4 thành viên. Cũng không phải ta. Em có nhắn tin cho cô để cô nhận diện được nhóm. Đấy. Được chưa? Shopee, Shopee Trần. Dạ em đấy ạ. À rồi rồi. Để em share cho. Vâng, thế để em stop share bên này. Sorry mọi người nha, chậm chạp một xíu về cái xe màn hình. Mình cũng không biết tại sao mình rất là mình xe rồi bên này báo là đang đang xe màn hình rồi mà mọi người lại không nhìn thấy. Mình đang nhờ chị Hùng Gấm ở bên cô sinh ngữ cô sinh ngữ xe giúp mình, mọi người chịu khó đợi một xíu nha. Mọi người đợi một xíu nha, tại vì mình đang tải xuống đó. Ồ, hình như nó không tải xuống được mà phải chiếu trực tiếp mà cô. Chưa. À, để em share trực tiếp. Xe trực tiếp là sao? Em cũng không biết, để em share lên cho mọi người nhìn thấy. Dạ. Để em tắt bớt cho nó máy đỡ nặng này. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Thế đâu đấy chị Gấm? Ok. Rồi cô ơi. Đâu rồi, nó tắt hết rồi. Cô đợi em xíu nha. Không hiểu sao nó cứ bị lỗi gì á. Cảm ơn, hãy để em nha. Không, được rồi nè, được rồi. Chị bị rớt mạng hay sao á. Xong chị mới vô lại. Ok, mọi người nhìn thấy chưa? Được rồi đó chị. À, rồi cô có thể bắt đầu được rồi cô. Ok, em cảm ơn chị. Thì buổi học ngày hôm nay với chủ đề là nói xin lỗi. Thì trước khi vào buổi học thì mình muốn mọi người hãy hình dung ra hoặc là viết ra giấy xem là trong tiếng Nhật người ta hay nói những cái từ nào mang ý nghĩa là xin lỗi. Mọi người cứ có thể viết vào book chat hoặc là viết ra giấy cũng được. Để lát nữa mình cùng đối chiếu xem như thế nào ha. Vì sao mình chọn cái chủ đề cách nói xin lỗi trong tiếng Nhật này?
Bởi vì là lời xin lỗi hay là lời cảm ơn ở trong bất cứ văn hóa nào ấy cũng rất là quan trọng, mà đặc biệt đối với người Nhật, người ta quan trọng lễ nghĩa thì người ta lại càng gọi là coi trọng hơn á. Mà giống như là một cái câu cửa miệng của họ ấy, khi họ chỉ cần hơi gặp phiền một chút mình một chút thôi, người ta cũng nói xin lỗi. Và chúng ta học tiếng Nhật ấy, thì hay học bất cứ một ngôn ngữ nào khác, mình không chỉ học ngôn ngữ của họ mà mình còn học cả cái văn hóa của họ nữa. Thì mình nghĩ là trước hết mọi người hãy tìm hiểu sâu hơn về cách xin lỗi của họ trong giao tiếp. Ở bài 1 ấy, thì mình đã nói về cách giới thiệu bản thân và cách nói cảm ơn. Thì hôm nay mình sẽ nói về xin lỗi ha. Ok mọi người, không biết là mọi người đã nghĩ ra được những cái từ nào ở trong tiếng Nhật là xin lỗi chưa? Ví dụ mọi người hay xem anime hay là đọc manga hay là nghe ở đâu đó, hoặc là các bạn đã học học qua rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ nghe nhiều đến từ gomenasai hoặc là sumimasen, đúng không? Thì chị có thể lách sang slide tiếp theo giúp em được không ạ? Thì đây ạ, trong tiếng có rất rất là nhiều cái cụm từ để nói xin lỗi, và khi mà tùy từng trường hợp, tùy từng hoàn cảnh cũng như là tùy từng cái mức độ lỗi của người ta mà người ta dùng cái từ nào. Ở đây mình có liệt kê ra một số cái cụm từ ayamaru kotoba, tức là cụm từ để nói xin lỗi. Như mọi người thấy thì mình chia ra là hai cột. Cột phía bên trái thì là cách nói xin lỗi khá là suồng sã, thân mật. Cách cái cụm từ phía bên phải là cái cách nói thì nó hơi trang trọng hơn một chút, và cái mức độ của nó tăng dần lên. Mình sẽ đọc qua một lượt, mình sẽ giới thiệu qua một lượt ha. Ví dụ như là gomenasai, sumimasen hoặc suimasen, sumanai, sumana hoặc là wadukatta. Phía bên cột bên tay phải thì nó là moshiwake gozaimasen, oyurushite kudasai, owabi moshiagemasu, shitsurei shimashita, gomenwaku o kakemashita. Thì hôm nay mình không đi sâu vào tất cả những cái cụm từ nói xin lỗi này, mà mình chỉ đi vào sâu vào ba cụm từ chính mà ở mức độ sơ cấp mình đang học ấy, mình thường sử dụng nhiều ấy, và mình thường gặp ở trong các cái bài kaiwa hoặc là trong giao tiếp hoặc là trong cái bài kiểm tra các mọi người đi thi N5, N4 ấy, thì nó thường thường mình thường được nghe thấy. Thì mình sẽ đi sâu vào ba cụm từ đấy. Chị có thể lách sang slide tiếp theo được không ạ? Đó là thứ nhất là cụm từ gomenasai, cụm thứ hai là sumimasen, cụm thứ ba là moshiwake gozaimasen. Thì mọi người thấy như mình đang xếp ba cái cụm từ này ở cái mức độ tăng dần 1, 2, 3. Tức là sao ạ? Tức là tức là ở cái mức độ suồng sã nhất, nói suồng sã thân mật nhất là gomenasai, sau đó là ở mức độ trang trọng lịch sự nhất là moshiwake gozaimasen. Thì tùy vào trường trường hợp hoàn cảnh nhá, thì mình mới được dùng, chứ không phải lúc nào mà mình cái lỗi gì mình cũng gomenasai, hoặc là đối với ai mình cũng nói gomenasai, hoặc là đối với ai mình cũng dùng dùng được nha. Bởi vì là cái lời xin lỗi ở trong giao tiếp của người Nhật đấy nó rất là quan trọng. Thì trước hết mình đi vào cụm từ đầu tiên, đó là cụm gomenasai. Chị có thể lách sang slide tiếp theo cho em được không ạ? Gomenasai, gomen ne, gomen ne, gomenasai. Thì ba cái cụm từ này như mọi người thấy ở trên slide ấy, là cái thường là cái lời lời xin lỗi thân mật nhất và thông thường, nên là ở trong giao tiếp ấy, người ta chỉ dùng với người có quan hệ thân thiết và mang cái tính chất là khá suồng sã và khá là thân mật đấy. Ví dụ như là bạn có thể nói với bạn thân hoặc là nói với lại người thân anh chị em trong gia đình được, nhưng mà các bạn tuyệt đối không được dùng với lại cấp trên hoặc khách hàng hoặc là những người bề trên của mình. Bề trên ở đây là sao, là khách hàng hoặc là giáo viên hoặc là những người mà mình cần tôn trọng ấy, thì mình không nên dùng ha. Chị Alex sang sang tiếp theo được không ạ? Mọi người có thể nhìn cái ví dụ cái
bức tranh này ha. Mình sẽ sao ạ? Cái con kitsune bên tay trái nó nói nè, watashi no kitsune soba tabeta no. Có phải là cậu ăn cái kitsune soba của tớ không? Về từ mới ở đây thì là kitsune soba là một cái món mì của Nhật Bản. Thì con cáo bên tay trái hỏi là có phải bạn ăn kitsune soba của tớ không? Thế con cáo bên tay phải mới bảo là gomen tabechatta, gomen tabechatta, xin lỗi tớ ăn mất rồi. Thì mình có thể thấy là nó khá là mang cái chất tính chất là hơi hài hước một chút và cũng khá là thân mật đúng không? Thì mình có thể hiểu là ở cái mức độ quan hệ bạn bè thân thiết thì mình có thể nói như vậy, nhưng mà mình không thể nói là gomen tabechatta mà bạn phải nói làm sao mà mình phải có cả cái tình cảm, à không phải cái tình cảm mà cái sự ăn ăn năn hối lỗi của mình vào trong đó nữa, thì nói là gomen tabechatta ấy. Người Nhật người ta hay gọi là luyến láy hoặc là thêm cái từ intonation, tức là lên giọng xuống giọng để thể hiện cái ý mà mình muốn nói. Ok, mình có thể next sang slide tiếp theo không ạ? Slide này nhá, cái bức tranh này ha, mọi người có thể nhìn tổng quan đấy là cô bé này cái vẻ mặt rất là đáng thương, còn cái anh chàng này thì đang nhìn cô ấy bằng cái ánh mắt trìu mến đúng không? Thì mình có thể xem đây là cái quan hệ của hai người này là đang là người yêu hoặc là đang tìm hiểu, đang yêu nhau đúng không ạ? Thì cô gái này mới nói là osoku natte gomen ne, kaigi ga nagahiki chatta. Mọi người, mình sẽ dịch cái câu này là sao ạ? Xin lỗi nhá, mình đến muộn. Cái cuộc họp đã bị kéo dài một chút rồi. Cái cuộc họp bị kéo dài nên mình đến muộn một chút, mình xin lỗi nhá. Thì ở trong trường hợp này là đối với người con gái và con trai với cái mức quan hệ là đang yêu đương nhau thì người ta có thể dùng cái từ gomen hoặc gomenne hoặc là gomenasai thể hiện cái sự thân thiết đó. Ở trong trường hợp này cô gái cô dùng là gomenne, gomenne. Cái từ gomenne mình thường hiểu trong tiếng Việt là xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Thế nghe nó có vẻ hơi hơi nữ tính một chút, và thường người con gái thường nói cái từ gomenne này hơn là người con trai. Con trai thì không 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 dùng gomenne nhiều mà thường dùng gomenna hoặc là gomen thì nó hơi xuồng xã hơn một tí. Nhưng mà đối với cái quan hệ giữa nam và nữ thì người con trai có thể nói gomenne với lại người 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 yêu của mình ấy để thể hiện cái sự dịu dàng, cái sự manly của mình, quan tâm của mình, thì nghe nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang slide tiếp theo. Ở slide này thì đây là một video ngắn về nói về Anna và người mẹ quản lý ký túc xá của cô ấy. Anna thì là du học sinh và ký túc xá thì có quy định là 10 giờ đóng cửa. Tuy nhiên là Anna đã đi về trễ, thế nên là mẹ thì đang rất là bực mình và nói đang mắng mắng Anna. Thì mọi người nghe và sau đó là mình có để script, tức là để lời thoại ở bên phía bên cạnh. Thì mọi người nghe xong là mọi người có thể sau đó mọi người có thể luyện tập lại. Lát nữa mọi người luyện tập lại với mình ha, để mọi người cũng thể luyện cai hoa luôn, và mọi người xem là trong trường hợp này Anna đã dùng từ comment dùng những cách nào để xin lỗi và cái thái độ của Anna như thế nào ha. Chị có thể ấn ấn next và ấn cách để cho các cái script bên cạnh nó hiện ra. Dạ, chị cứ ấn next Mình đi ạ. ấn xong mà nó lên tiếng á. Đúng rồi ạ, cái Kiểu có bật video. tiếng không ạ? Có bật tiếng nghe dưới này không cô? Dạ có. Anna-san, 10 phút mà 遅刻です. 約束を破ってはいけません. すみません. 気をつけます.
Chị có thể ấn ấn next 2 lần nữa để nó hiện ra script đúng không ạ? Lần nữa à, ok đúng rồi ạ. Chị có thể cho video nó phát lại 1 lần nữa được không ạ? Mọi người nghe lại ha. Nghe lại và đọc sắp bên cạnh. Ok, các bạn thấy Anna đã nói cái lời xin lỗi lỗi như thế nào ạ? Có rất là kiểu rất là ăn năn và rất là hối lỗi đúng không ạ? Thì mình xin giải thích trước khi mọi người luyện tập Kaiwa ở phần này, mình sẽ giải thích một chút về từ từ vựng ha. Từ mới có từ nào mọi người không biết không ạ? Từ osoku tức là một tính từ đuôi y là muộn và trễ. Ok, Ryobo tức là cái người mẹ quản lý ký túc xá đấy. Mọi người không biết từ vựng từ mới nào mọi người có thể ghi lại ha. Chưa chưa xong chị ạ. Chikoku bằng nghĩa với lại từ chikoku có nghĩa là đến trễ về muộn muộn một cái gì đó ha. Yakusoku có nghĩa là lời hứa. Yakusoku yaburu có nghĩa là không giữ lời hứa. Một người không giữ lời hứa thì mình thường dùng cụm từ là yakusoku yaburu. Ở đây cả câu có nghĩa là yakusoku yabutte wa ikemasen. Ở trong ngữ pháp N5 mình nghĩ là mọi người đã học cái ngữ pháp là vete wa ikemasen, tức là không không được làm gì đúng không? Ở đây cả câu có nghĩa là không được, tức là không giữ lời hứa, là người không giữ lời hứa ấy, thì mình phải thì yakusoku yabutte wa ikemasen, không được là thất hứa. Thì mọi thấy không, Anna ở đây Anna đã là người mắc lỗi, nên Anna đã xin lỗi phải 2 lần. Đầu tiên là gomennasai và nói lý do là không 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 được biện minh nha, vì con đã về muộn nên con rất là xin lỗi. Và cuối cùng là sumimasen, kiyotsukemasu. Kiyotsukemasu đây là một cái cụm từ gọi là cụm từ bất biến, là sao ạ? Là luôn luôn. Kiyotsukemasu có nghĩa là sẽ chú ý, bằng với lại từ chuishimasu tức là sẽ chú ý, sẽ để tâm hơn. Kiyotsukemasu, mọi người memo lại ha. Thì ok, mình không biết bạn nào có muốn luyện thay hoa cái phần này không, và mọi người không chỉ đọc đơn thuần đâu nha, mà mọi người mình muốn mọi người làm sao mà phải nói, làm sao mà luyến láy và thể hiện được cái sự ăn năn hối lỗi của mình giống như là bạn Anna đang nói nha. Có bạn nào, có ai muốn luyện đọc không ạ? Mình phải luyện đọc, mình phải phát âm lên thì cái lúc đấy cái não mình mới brainstorm được, và mình phải phát âm ra thì tai mình nghe và mình mới mắt mình nhìn để mình nhớ được lâu hơn ha. Là các bạn giơ tay nhé để các bạn co-host nha. Bạn nào có muốn luyện luyện tập một chút không? Vì đây mình là lớp K1 lớp giao tiếp mà. Mọi người nghĩ là mình làm được, mình hiểu cái bài này rồi, nhưng mà để mà mình nói được hay và đúng ngữ điệu ấy thì mình phải luyện tập. Có bạn nào không ai nào muốn Hay là gọi đi cô cứ gọi đi cô, tại lớp cũng ít thì nên chị các bạn đang đã ngại, nhiều khi các bạn đang còn ngại, cô gọi luôn đi cô. Ok, mọi người đừng ngại ha. Mình giao tiếp, mình nói thay qua, mình không nên ngại. Thôi chị gọi giúp em một người đi. Em cũng không có co-host, không có host lên, không mở mic được cho các bạn. À, bạn Nguyệt cứ gọi đi Nguyệt. Dạ vâng ạ. Dạ em mời bạn Huế ạ. Chào chị Huế. Alo. Alo ạ. Dạ.
Bạn có thể cùng mình luyện cái đoạn này được không? Bạn học đến đâu rồi? Em mới chỉ học hết bản chữ cái thôi, em chỉ mới đọc được thôi ạ. Đọc được chữ thôi ạ. Ok. Vậy nhìn nó hơi dài một chút, có thể là rối mắt một chút, nhưng mà mình có để cái hiragana ở bên cạnh ấy, thì bạn Em nhìn đọc chữ cùng em mình vẫn ha. đọc được ạ. Ok, vậy giờ mình đọc ha. Vậy bạn đóng vai Anna đi. Bạn đóng vai Anna đi, mình sẽ đóng vai Diobo. Dạ. Okasan, gominasai. Osoku narimashita. Ok, mình sửa cho bạn thêm một chút nha. Dạ. Oka-san. Oka-san. Okasan. Hay, Oka-san, bởi vì là cái chữ K có K đằng sau có A, mình phải hơi kéo dài thêm một chút. Oka-san, gomen nasai. Gomen nasai là mình hơi cái cho thêm một chút cái gọi là cái hối lỗi của mình vào ha. Dạ. Osoku narimashita. O Oka ka ni. san. O ka san, gomen nasai. Osoku nairi Osoku narimashita. masta. OK. Anna san, 10 分も遅刻です。約束を破ってはいけません。すみません。気をつせみせます。気をつけます。気をつけます。もう一回、すみません。気をつけます。すみません。気をつけま、気をつけます。À, vậy mình đọc để một cụm từ kiosuke mas thôi ha. Kiosuke mas. Kiosuke mas. Mình không phát âm cả cái từ sự ra như vậy, mà mình quả nào như vậy thôi. Giống như đuổi đuổi gà. Hey. Hey, Mình hey, đọc là sumimasen, kiosuke mas. Đấy. Phát âm lại được không? hey. Sumimasen, kiosukimasu. Ok. Bạn phát âm cũng khá là tốt đó. Thì mình cố gắng mình luyện ha. Có thể là cái bài giảng của mình có thể là nhiều từ mới, nhiều từ vựng mới, thì nhiều bạn mới đang học qua hết bảng chữ cái, hoặc là mới học đến gọi là 2 năm bài trong Mina Nihongo thôi, thì có thể cảm thấy hơi khó khăn một chút. Nhưng mà mình trong bài mình sẽ cố gắng để từ hiragana ở bên cạnh để mọi người có thể phát âm theo ha. Thì mình Hay vừa hay. nhìn được mặt chữ Vâng, em sẽ cố gắng ạ. hai. Arigato. Ok, cảm ơn bạn. Ok, mình sẽ chuyển sang slide tiếp theo ha. Mọi người có thể là vừa vừa nghe vừa 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 tự mình phát âm nha. Ok, chị có thể lấy sang slide tiếp theo. Ok, em cảm ơn. Cái cụm từ xin lỗi thứ hai đó là sumimasen. Cái cụm từ này ấy, có nghĩa không chỉ có nghĩa là xin lỗi không đâu ạ, mà nó còn có hai cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa thứ nhất là gomenasai, tức là đơn thuần là một lời xin lỗi, tức là mình gây ra lỗi thì mình xin lỗi người ta, sumimasen. Nhưng nghĩa thứ hai đó là arigato gozaimasu. Ở nghĩa này là kansa, tức là thể hiện cái sự cảm ơn của mình. Cái nghĩa thứ ba là chốt tổ y desu, tức là muốn nhờ vả hay hỏi thăm một chút về cái việc gì đó, thì mình sẽ sumimasen chốt tổ y desu. Đó là cái ý nghĩa thứ ba của cái lời xin lỗi sumimasen này. Ok, mình có thể chuyển sang slide tiếp theo được không ạ? Ở slide này ha, mình hãy nhìn cái bức tranh này, và mình sau đó là mình nghe cái đoạn hội thoại của hai người này, và mọi người hãy cho mình biết là cái chị mặc áo xanh này, chị nói sumimasen là có ý nghĩa gì ha, có ý nghĩa là gì ha. Chị có thể ấn vào cái loa để cho nó phát tiếng lên không ạ? Itai, sumimasen, đúng không ạ? Thì chị ấy, chị đã dẫm vào chân của anh đằng sau, thế là anh ấy kêu lên itai, đau quá, thế là cô ấy nói là xin lỗi,
Sumimasen. Thì ở đây à, mình nói sao mất cái đáp án rồi. Thì ở đây chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi đến đến anh đằng sau đúng không? Thì ý nghĩa ở đây là gomenasai, tức là xin lỗi, đáp án số 1 ạ. Ok, mình chuyển sang slide tiếp theo ạ. Itai. Sumimasen. Ok, slide tiếp theo. Mình có thể nhìn cái bức tranh này và mình có thể đoán được tại sao cái người kia lại nói sumimasen không ạ? Mình cùng phân tích nha. Người bên tay trái thì có ba cái túi lận thì khá là nặng, không thể xách hết được đúng không? Thế nên mới nhờ người đi cùng, chắc là bạn bè gì đấy, bảo là mới chỉ vào cái túi xong bảo là sumimasen. Sumimasen. Thế là anh kia bảo xách cho mình cái túi. Thế là ở đây cái người bên trái nói sumimasen có nghĩa là gì ạ? Là chotto ii desu ka? Không phải cảm ơn mà là chotto ii desu ka, tức là đang nhờ và cái người đi cùng làm xách hộ tôi một cái túi có được không? Chotto ii desu ka ở đây có nghĩa là nhờ, đang nhờ và nhờ một chút đó. Hay đúng rồi, nhờ. Còn cái tình huống số 3, chị lách sang slide tiếp theo được không ạ? Tình huống số 3 mới là tình huống cảm ơn. Đây mọi người thấy không ạ? Cái anh này đang bị đau chân hai tay thì chống nạng rồi, trời thì đổ mưa, thế là không biết làm cách nào có thể che ô được đúng không? Thế là người chắc là một người lạ nào đó đi cùng, đi cạnh, thế là mới dương ô để cho anh ấy, chú nhờ anh ấy đỡ bị ướt. Thế lúc này anh mới nói à, sumimasen. Thì cái tình huống này mới đúng là một lời cảm ơn. Theo bản thân mình dịch, mình nghĩ đó là không phải là, mình hay nghĩ là nếu mà ai đó mình giúp người ta nói sumimasen thì mình hay nghĩ là cái lời sumimasen này có nghĩa là à, làm phiền anh chị quá. Mình có thể dịch là như vậy chứ không 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 cứ nhất thiết là phải nói là cảm ơn đúng không? Chắc là làm phiền anh chị quá, đã làm phiền đến anh chị rồi. Thì đó là ba ý nghĩa của từ sumimasen. Ok, chị chuyển sang slide tiếp theo giúp em với. Đây ha, mọi người nhìn bức tranh, sau đó là mọi người có thể đoán được cái bác nằm ở giường này nói sumimasen có nghĩa là gì được không ạ? Mọi người có thể gõ đáp án 1, 2, 3 vào trong phần chat này ha. Bác này đang bị sao ạ? Chắc là đang nhập viện, đang ốm đúng không? Thế là chắc là đây là cấp dưới của bác mang quà đến thăm. Thế là bác nói sumimasen có nghĩa là gì ạ? Arigato, đúng rồi ạ. Yeah, không phải là gomenasai đâu, bởi vì bác đâu có gây ra lỗi gì đâu, bác không có gây ra lỗi gì, mà đơn thuần là một lời cảm ơn, nhưng mà nói với kiểu ngại ngùng là sumimasen, thật là ngại quá đấy. Ý nghĩa là nếu như là như vậy, bởi vì lúc đầu mình đã nói sumimasen nó có ba ý nghĩa vậy mà, không phải lúc nào sumimasen cũng có nghĩa là xin lỗi đâu, mọi người chú ý nha. Mình sang tình huống tiếp theo ạ. Chị Lách giúp em với ạ. Ok, cái này chắc mọi người hơi khó hiểu một chút, thì mình sẽ phân tích cái tình huống này ha. Tức là người phía bên tay trái vừa mới rửa xong một đống bát đĩa như thế này thì chưa lau được, hay là cái bạn làm cùng với định mang khăn vào mới lau hộ. Thế cái người bên trái mới bảo ii desu ka? À, sumimasen. Đúng rồi, bạn Huỳnh Minh nói đúng nhỉ. Thì bạn ấy mới bảo sumimasen có nghĩa là ii desu ka? Bạn nào giúp tôi được cũng được chứ ạ, cũng được phải không, không sao chứ ạ. Ý là nói như vậy ấy. Hoặc là mình có thể hiểu là ui làm phiền bạn quá. Thì đó là một cái ý nghĩa khác của từ sumimasen ha. Mình chuyển sang tình huống thứ ba, tình huống tiếp theo. Thì đây mọi người có thể nhìn tranh, mình biết ngay được đó là sumimasen có ý nghĩa là gì rồi đúng không?
mắc lỗi, phạm lỗi, đang bị ăn mắng thì đúng rồi ạ, gomenasai thì phải nói sumimasen để xin lỗi. À, chị Lách sang slide tiếp theo giúp em với ạ. À, ở đây là gì ạ? Cái tranh này đang biểu đang hiện cái gì ạ? Một chị đi bị xe, bị rơi đồ, thế là người đằng sau nhìn thấy mới gọi, ấy chị ơi rơi đồ nè, thế chị mới quay lại chị mới người kia mới đưa đồ rơi cho chị ấy, thì chị nói sumimasen. Thì ở trong trường hợp này sumimasen có nghĩa là gì ạ? Chị có thể ấn tiếp để nó hiện ra. Ấn tiếp nữa. 1, 2, 3. Đây. Otoshimono desu yo. Người bên nói sumimasen. Thì otoshimono ở đây có nghĩa là cái đồ đánh rơi nè. Chị ơi đồ đánh rơi, đồ chị đánh rơi nè. Thế người phụ nữ mới bảo sumimasen, tức là cảm ơn anh. Đúng rồi ạ, mọi người trả lời đúng rồi ạ. Trường hợp này nè, trường hợp này sumimasen có nghĩa là cảm ơn. Chứ, tiếp theo ạ. Dạ, chị next. À, okay. Chị next tiếp nữa. Ok, đến đây ạ. Đây, sumimasen. Ở trong trường hợp này hai vợ chồng đang đi mua đồ đúng không? Thế là muốn hỏi cái kia bao nhiêu tiền, これはいくらですか? Thì người ta muốn gọi cái sự chú ý của người bán hàng, thì người ta phải mở đầu một câu là sumimasen, これはいくらですか? Tức là gọi gọi người ta. Có thể là lúc lúc đó người người phụ nữ bán hàng người ta không để ý đến đến bạn, thì mình phải gọi người ta, nhờ vả người ta, hoặc là lấy cái sự chú ý của họ về về mình để mình hỏi cho cái mục đích của mình đúng không? Thì ở trong trường hợp này sumimasen có nghĩa là nhờ vả, hỏi thăm một chút. Thường cái việc nhờ vả hỏi thăm một chút này ấy, thường là người ta hay nói đầu câu, ví dụ như là mình đi ăn nhà hàng, mình có thể gọi gọi người phục vụ là sumimasen, chūmon wa ii desu ka? Tức là chūmon là gọi đồ, sumimasen, tôi có thể gọi đồ được không ạ? Ha. Mọi người nhớ ha, những cái cách dùng này ở trong kaiwa thường xảy ra rất là nhiều, nên là mình muốn mọi người hiểu rõ và hiểu sâu hơn về cái cách dùng của nó, để sau này mình có gặp thì mình biết là nó là ý nghĩa là như thế nào ha. Ok, chị chuyển sang slide tiếp theo cho em với. Ok, cái một vài lưu ý của cái sumimasen này mình sẽ tóm gọn là như sau, đó là cũng giống như gomenasai được dùng trong giao tiếp hàng ngày, và nó mức độ của nó hơi nghiêm trang hơn cái từ gomenasai một chút, được dùng trong giao tiếp hàng ngày và có thể dùng được với lại cấp trên hoặc là đồng nghiệp hoặc là thầy cô giáo của mình ha. Sumimasen, sumimasen deshita, mình có thể chuyển nó về quá khứ để cái nghe câu nó dài hơn và cái sắc thái nó trang trọng, nó nhấn mạnh hơn. Ví dụ mình nói thử nhé, sumimasen deshita. Tiếng Nhật đôi khi người ta hay nói dài ra, càng dài người ta càng nhấn mạnh, và cái cảm giác của nó càng trang trọng, càng thống thiết hơn á. Thì đó là một cái đặc điểm của tiếng Nhật. Và thỉnh thoảng có thể các bạn sẽ nhận ra là ủa, tôi có thấy nó nói sumimasen đâu, mà tôi thấy nó nói, người ta nói là sumimasen mà, sumimasen. Thì ở đây đấy là một cái cách nói khác của sumimasen, khi để dễ dàng hơn khi phát âm ha. Vì trong hội thoại giữa đồng nghiệp hàng ngày, hoặc là người ta muốn nói nhanh hơn ấy, thì người ta dùng sumimasen. Bạn biết tại sao không ạ? Bạn phát âm chuẩn, bạn phát âm chậm hai cái cụm từ sumimasen ra, nó sẽ là sumimasen. Bạn phải mấp máy môi hai lần, cái kiểu âm môi môi á, tức là môi môi trên và môi dưới phải mở ra mở vào hai lần, thì người ta sẽ nói chạy đi một chút là sumimasen, thì mình không phải nói kiểu giống như kiểu Việt Nam mình nói cho nó nhanh ấy. Chứ còn các bạn hỏi mình khi nào thì hai âm môi môi biến thành sự biến thành chữ y,
mờ thành biến thành chữ y thì cái đấy mình không thể giải thích được, bởi vì là đấy là cái cách giao tiếp của người ta. Trong giao tiếp thì người ta dùng sumimasen cũng ok, nhưng mà người ta hiếm khi dùng trong văn bản, cũng như là không dùng trong văn bản trang trọng ha, chỉ dùng trong giao tiếp hàng ngày thôi. Nên là mọi người chú ý giúp mình mấy cái lưu ý này thôi. Ok, mình chuyển sang slide tiếp theo là cái cụm từ xin lỗi cuối cùng, đó là moshiwake gozaimasen. Cái câu này là cái mức độ cao nhất trong ba cái từ mà mình đưa ra: gomenasai, sumimasen và moshiwake gozaimasen. Mang sắc thái rất là trang trọng và mình có thể dùng cả trong văn nói lẫn trong văn viết. Văn viết thì mình thường được dùng trong cái văn bản xin lỗi, mang tính trang trọng ha. Và cái đối tượng ở đây thường là cấp trên, đối tác hay khách hàng mà cần cái sự nói cái sự trang trọng và thống thiết đấy. Xin lỗi ấy. Đôi khi là cái lỗi rất là nhỏ thôi nhưng mà người ta vẫn dùng từ moshiwake gozaimasen này để làm sao ạ? Để tăng cái sự trang trọng của cái ý nghĩa của cái việc việc cái lỗi người ta gây ra, để xin được sự tha thứ. Mình có thể là nói quá nên cũng được. Chị có thể lách sang slide tiếp theo được không ạ? Moshiwake tức là sao? Có nghĩa của nó là nói lý do lý chấu, nói gọi là ngụy biện. Nhưng mà moshiwake này mình dịch một nghĩa đơn thuần ra chỉ đơn giản là tôi không có gì để bao biện, không có gì để biện minh cả. Thì mình không thể dịch như thế, mình phải nghĩa là đây là một lời xin lỗi. Mình cứ hiểu là một lời xin lỗi thôi cũng được. Thì ở trong đây một số cách diễn đạt khác của moshiwake như sau. Thứ nhất đó là moshiwake này là cách nói ngắn gọn vắn tắt của moshiwake arimasen. Mọi người tách ra nhé. Nai là viết thể ngắn gọn rút gọn của arimasen đúng không? Câu ví dụ như sau: moshiwake arimasen, kongo chiu ii shimasu. Mọi người có thể tự đọc tự phát âm theo ha. Mình có để hiragana ở bên cạnh ấy. Cái từ moshiwake gozaimasen này rất là khó phát âm đối với những người mới học. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa mình lúc mình mới học mình phát âm cái từ này khó lắm, bởi vì nó đau đau miệng, mình nói chưa quen, thế nên ra là mình không thể nói chính xác và nói nhanh được cái từ moshiwake gozaimasen này, nên là mình cũng phải luyện tập rất là nhiều. Thì mọi người hãy đọc đi đọc lại cái cụm từ này nhiều cho mình ha. Thì kiểu gì trong văn bản mình cũng sẽ dùng, bây giờ có thể mọi người chưa dùng đến nhưng sau này chắc chắn sẽ dùng, và trong giao tiếp mình cũng có đôi khi là ví dụ bạn phạm lỗi với lại cấp trên của bạn ấy thì bạn phải dùng cái từ moshiwake gozaimasen này. Mình nên nên học và nên nói cho nó bon mồm ấy, để sau này mình có thể dễ dàng mình nói ra hơn. Ok, tiếp theo mình sẽ ví dụ cái cụm từ moshiwake gozaimasen. Gozaimasen là khiêm nhường ngữ của arimasen. Cái này chắc mọi người chưa học đến, mình chỉ nói qua thôi. Khiêm nhường ngữ thì mình phải hạ cái tôi của mình xuống, tự hạ bản thân mình xuống thấp một bậc nữa để thể hiện cái sự tôn kính đối với lại người mà mình đang muốn xin lỗi. Ví dụ như sau. Thứ nhất, ví dụ thứ nhất: こちらのミスでご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。Ở đây mình sẽ giải thích từ mới một chút. Kochira no miss. Miss tức là lỗi đấy. Trong tiếng Anh miss là lỗi đấy. Gome wa kuo okakeshi. Cái cụm từ này luôn luôn đi với nhau. Nó có nghĩa là làm phiền, gây phiền hà, phiền phức đến ai đó. Tức là sao ạ? Kochira no miss de moshiwake gozaimasen. Tức là tôi thành thật xin lỗi vì đã gây phiền hà, phiền phức đến cho bạn vì cái lỗi của tôi. Thì mình các bạn thấy cái từ cụm từ makotoni mình bôi đậm ở đây có nghĩa là cái trạng từ này ấy, nó thể hiện cái nó có ý nghĩa là thật sự thành thật đúng không? Cái trạng từ này bổ sung cho cái
bổ sung thêm cho cái ý mà mình muốn nói là tôi thật sự thành thật từ từ trái tim tôi, là tôi rất là muốn xin lỗi, để nhấn mạnh hơn cái lời xin lỗi của mình. Ví dụ thứ hai cũng tương tự ha. Tayo ga osoku nari taihen moshiwake gozaimasen. Tayo ở đây là xử lý có nghĩa là ví dụ như là sếp giao cho bạn cái đống tài liệu này để bạn bạn phân tích hoặc bạn báo cáo ấy, nhưng mà bạn bận cái việc khác, bạn chưa xử lý được nó mà bạn xử lý muộn ấy, thì bạn sẽ nói là tayo ga osoku nari taihen. Từ taihen ở đây bằng với lại từ totemo. Totemo bằng với từ totemo ở trong sơ cấp mình đã học ấy. Nói chung là thật sự rất là xin lỗi. Ok, thì mọi người chỉ cần nhớ hai cái cụm từ makoto ni và taihen này. Hai cái ví dụ này thì thôi mọi người nghe thì mình giải thích để biết thôi, thì sau này mình học cao lên một chút nữa thì mình sẽ bắt gặp thường xuyên hơn. Và ví dụ hình như là nên lên tầm N4, N3 mình sẽ bắt gặp thường xuyên hơn. Còn nếu mà ở N5 thôi á thì mình sẽ bắt gặp nhiều hơn ở gomenasai và sumimasen. Thì mọi người hãy tự đọc, tự luyện cái cụm từ moshiwake arimasen đi nhá, để cho mình nói, cho mình bon mồm đi một hơn một chút. Ok, chị Lách sang slide tiếp theo được không ạ? Alo, chị có thể Lách sang slide tiếp theo giúp em được không ạ? Chắc nghĩ mà cô. À, phần trên. Alo, phần tổng kết ạ. Phần tổng kết luận này hả cô? À, vâng, phần kết luận ạ. Thì qua ba cái cụm từ gomenasai, sumimasen và moshiwake gozaimasen này, mình rút ra cái kết luận như sau. Đấy là như ban đầu mình đã nói, cái lời xin lỗi ở trong văn hóa Nhật rất là quan trọng, và nhất là trên phương diện đối tác làm ăn hoặc là nhingen kanke, tức là quan hệ giữa người với người, người ta rất quan trọng. Bởi vì sao? Người Nhật người ta luôn đặt cái chữ hòa, hòa khí lên đầu, và chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi người ta cũng phải xin lỗi để giữ cái hòa khí giữa hai người với nhau và duy trì cái mối quan hệ. Và cái chú ý thứ hai đấy là cái lời xin lỗi đúng thời điểm, và mình nên nói càng nhanh càng tốt. Bởi vì sao ạ? Ví dụ bạn đi ra ngoài, bạn chẳng may bạn húc vào người ta, hay là bạn dẫm lên chân người ta, hoặc bạn làm dơ quần áo của người ta mà bạn không nói xin lỗi nha, không nói xin lỗi lúc đấy, mà để cái đối phương người ta thấy mình im không thể nói gì, người ta sẽ tức, sẽ khó chịu, người ta sẽ quay ra người ta nói là ủa vừa dẫm lên chân tôi tại sao không nói gì thế. Thì đừng để đến lúc người ta tức rồi mình mới nói, thì mình nên tập cái cách phản xạ là mình lên xin lỗi người ta càng nhanh càng tốt, để người ta đỡ đỡ giận ha. Cái cách thứ ba đó là mình nên dùng cái từ xin lỗi đúng ngữ cảnh. Đúng ngữ cảnh ở đây có nghĩa là sao ạ? Ví dụ bạn dẫm vào chân người ta thì bạn gomenasai hoặc là sumimasen thì ok, nhưng mà chẳng may mà bạn đi ra đường mà bạn vừa mới mua cốc cà phê xong bạn húc vào người ta, xong là cốc cà phê nó đổ lên quần áo người ta, thế bây giờ bạn chỉ nói gomenasai thôi thì không được, mà bạn ít nhất bạn nói phải nói là sumimasen deshita hoặc là moshiwake gozaimasen, và lặp đi lặp lại nhiều lần để người ta tha thứ, để người ta có thể là người ta những người dễ tính, người ta không giận ấy, thì người ta có thể tự xử lý. Nhưng mà nhiều người nếu mà mình không xin lỗi đúng mức đúng mực và làm cho người ta nguôi giận ấy, thì có thể người ta sẽ bắt đền mình, người ta kiện mình, hoặc là người ta không dây bẩn quần áo, người ta không đến mức là kiện, nhưng mà người ta sẽ đòi cái tiền mà người ta phải mang đi giặt đồ. Cái trường hợp ấy có ấy, nên là để tránh những cái đáng tiếc như vậy thì mình nên biết cách dùng đúng ngữ cảnh cho là hợp lý. Và cái chú ý cuối cùng đó là nếu là mình là người có lỗi thì mình không được đổ lỗi cho cái không được nói kiểu lý do lý chấu. Ví dụ như là hôm nay bạn hẹn bạn của bạn 10 giờ đi chơi,
Thế xong bạn ngủ nướng đến 10 rưỡi bạn mới dậy. Xong bạn để bạn chờ, thế bạn đến bạn bảo là ui hôm nay tao ngủ quên mất, xin lỗi nhá. Kiểu gì cũng bị, kiểu gì tình cảm hai người cũng sứt mẻ. Tại sao ạ? Tại vì là trong khi bạn ngủ, người bạn của bạn đang đứng chờ bạn mà bạn ấy ngủ, mà bạn ấy bảo là tôi ngủ nướng thì người ta rất là tức. Thay vì nói như vậy thì mình chỉ cần nói là đến muộn, tớ đến muộn tớ xin lỗi nhá, lần sau tớ sẽ chú ý, sẽ rút kinh nghiệm, thì người ta sẽ, cái mối quan hệ bạn bè của các bạn sẽ được được gọi là sao nhỉ, giữ được cái hòa khí giữa người với người, đúng không? Ok, thì đó là ba cách nói cảm ơn ở trong tiếng Nhật mà hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người. Đâu gì nhỉ? Ở phần cuối cùng ấy thì mình biết là hôm nay có một chút thời gian mình muốn cùng các bạn làm một chút về phần trắc nghiệm. Làm trắc nghiệm ở trong cái kiến thức N N N5 khá là đơn giản thôi. Thì mọi người cùng làm với mình ha. Mình chắc là mọi người học thì cũng cố gắng phấn đấu để được ít nhất là được N5 đúng không? Thì chị ơi, em vừa mới gửi cái file trắc nghiệm sang vào À, Zalo thì á bây giờ chị. em mở hai trách nhiệm á hả cô? Dạ, chị có thể mở giúp em được không? Em không biết là, Rồi cô đợi em xíu. em không biết là em có share được màn hình không nữa. Em đang xem màn hình đấy ạ, không biết mọi người có nhìn thấy màn hình em đang xem không? Nhà không Không à? Em có đi không à? Sao thế nhỉ? ạ. Phiền chị tải xong chị xem giúp em với ha. Dạ. Ủa sao kỳ cục vậy nhỉ? Rồi, à mọi người nhìn thấy chưa ạ? Rồi, em nhìn thấy rồi ạ. Ok, chị có thể phóng to một chút giúp em không? Dạ, được rồi ạ. Ở đây hình như có 14 câu. Không biết là bạn nào có thể xung phong đọc và tìm đáp án đúng giúp mình được không? Thì đề bài ở đây yêu cầu là điền điền một trong bốn đáp án vào cái chỗ trống á. Có bạn nào xung phong không ạ? À, có bạn chị Trang Nhung đang giơ tay. Mình đọc cả câu nên xong mình đọc đáp án ha. Mình chọn đáp án ha. Dạ, câu 1. À là cô đây quá à, chấm 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 xong rồi đầy cá à, đáp án là A là ikura cô đây quá ikura Hay. desu ka san san hek enis Yeah. 300 300 yên. San với lại độc cư độc mà san 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 heo kén san bẹc kén mình phải đọc là bẹc cự. Ok, Hey, san bẹc send back kén in this. hay. Ok, câu thứ hai mình có để furigana ở trên đầu ấy, mình không biết mình cũng có thể đọc được, mình Câu làm thứ tiếp câu hai hai nha. là Heya san Hạt cây. hachikai de hachikai desu kara Ừ. à
いいです。行きましょう。có nghĩa là tầng 8 đúng không ạ? Đúng tầng... rồi. Câu này dịch là sao ạ? Heya wa hachikai desu kara nani nani de ikimasu de na bằng cái gì, bằng phương tiện gì đúng không? Mình giải thích nhá. Vì là desu kara, vì là phòng ở tầng 8. Ở tầng 8. Nên là mình ở đây A nè, calendar tức là cái lịch đúng không? B nè, radio là cái đài. Đài. Cái cô độ là cái ghi âm. Còn D nè, EDB là EDB là đáp án D. D. EDB là EDB là Heiawa EDB là Bạn đọc lại cả câu ha. Heiawa Hachikai desu kara erebeta de ikimasu. Đúng rồi, mình xin lưu ý bạn một chút về cái từ erebeta. Erebeta mình đằng sau nó có cái gạch ngang, mình phải hơi kéo dài nó ra một chút nha. Erebeta, bạn phát lại cho mình đi. Erebeta. Đúng rồi ạ. Okay. Erebeta. Hay. Ok des. Câu thứ ba. Câu thứ ba em không nhìn thấy đáp án. Câu thứ ba chị là... có thể kéo lên giúp em được không? Bạn làm ba câu giúp mình ha. Lát à, ba câu giúp mình còn để câu ba. Câu ba là kino nani de boshi là cái gì ạ? Boshi là cái mũ đấy. Khai nè, khai mashita là mua. Hôm qua là tôi đã mua cái mũ rồi đấy. Thì bạn mua ở đâu? Đế là chỉ một địa điểm đúng không? Đúng. Câu A là tepuru. Cái gì ạ? Tepuru. Tepuru. Tem à? Khi ở tepuru là cái bàn. Trong tiếng Anh nó là table ấy. Sports là bóng. Depot là tòa nhà. Là một cái trung tâm mua sắm. Sats là cái áo đúng không? Depot là bán C. Đúng rồi, Depot. Depot. Mình chú ý nha, mình đọc cả cái âm kéo dài của nó nữa. Depot. Depot. Hay. Kino Depot de. Kino Depot de. Boshi o kaishimashita. Kaimashita. Ok, cảm ơn bạn. Tiếp theo câu 4, câu 5, câu 6. Arigatou gozaimasu. Có bạn nào làm tiếp giúp mình được không ạ? Mời bạn Minh ạ. Ok, mời bạn Minh ạ. Trời khó quá cô ơi. Watashi wa cái gì đấy? Watashi wa nani nani no naka de. Tiếp ạ. Naka. Cái này là gì cô? Cô propi à? Kohi ga. À. Ichiban. Ichiban suki desu. Đúng rồi ạ. Thì là cà phê hả cô? Câu đúng rồi ạ, trong cái gì mà chị thích nhất là cô Hi. Thì bốn đáp án, mình nhìn bốn đáp án nha. A là sports là thể thao đúng không? B là nomimono đồ uống. Nomimono no naka de kohi ga ichiban suki desu. Yeah, đúng rồi ạ. Chị làm đúng rồi ạ. Thì mình biết được thêm một từ mới đó là nomimono là đồ uống. Vậy si là gì ạ? Kudamono. Kudamono là hoa quả, trái cây ạ. Dạ.
Vâng, đi đô bất dự là động vật. Thì đáp án chính xác nhất là đây là nomimono. Hay. Hai. Câu 5 ạ. À, câu này không có em quên mất không biết. Cái này là Yubin Kyoku, tức là bưu điện. Kyoku, à. Yubin Kyoku, bưu điện. Đế. Yubin Kyoku, đế. Nani o kaimashita ka? Kô A là kitte. Kitte. Kitte là cái gì ạ? Kitte. Không biết rồi. Kitte vậy. Ok, vậy để em phân tích ha. Kitte, mọi người có thể memo lại giúp em nhé. Kitte là cái tem ạ. À. Yubin kyoku de kitte o kaimashita. Không phải B đâu, bởi vì là kíp tự là cái vé. Kíp tự giống như cái ticket ấy, là cái vé. Guitar thì là cái đàn guitar rồi đúng không? Dạ. Yeah. Còn cô đi là... Kíp sa tên là cái quán quán cà phê, quán giải khát. Thì mình chỉ có thể mua tem ở bưu điện thôi. Thì đáp án chính xác nhất thì là đáp án E. Cô A. Dạ. Ok, câu 6. Ichi. Sang kai. Kusuri. Ừ, từ này là kusuri. Kusuri. Tabemasu. Thế chị nói tiếng Việt là chị uống thuốc hay chị ăn thuốc nào? Uống thuốc. À, uống thuốc. Dạ. Thì câu hỏi này là cô B à cô? Đúng rồi ạ. À, em xin lỗi là đã không biết. Nomimasu. Kana. À, cô đi nè. Nomimasu. Đáp án của câu 6 là cô đi nha mọi người. À, nomimasu. Đúng rồi. Cô đi. Ai arigato. Không có nhớ Hán ngữ. Em sorry đã không để furigana ở đây cho mọi người có thể nhìn được mặt chữ. Nhưng mà đây là những cái từ Hán ngữ rất là cơ bản đó. Thì mình cố gắng mình nhớ mặt chữ. Vâng, để sau này mình đi thi mình dễ nhận diện được nó hơn. Dạ, em cảm ơn. Arigato. Hay. Câu 7 ạ. Cô... Mời một quý à cô? Vâng ạ. À vâng ạ. Dạ mời bạn Bảo Hân. Dạ cô. Dạ chào bạn. Ok bạn làm giúp mình câu 7, 8, 9 ha. Ừ, vâng ạ, nhưng mà con chỉ đọc với chữ hiragana thôi ạ. Được, bạn đọc đi rồi mình sẽ phân tích cho bạn. Bạn dạ, đọc đi. Vâng. Kono mira ni hakuru yo katakusan ni imasu. Okay, cảm ơn bạn rất là cố gắng đọc. Vậy mình luyện phát âm một chút nha. Kono michi ni wa. Kono michi ni wa. Ni kuruma. 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 Ga. Ga. Takusan. Takusan. Câu ở đây là đáp án mình sẽ nói đáp án luôn nha. Đáp án là đáp án C, tức là hashitte imasu. Mình sẽ hashitte imasu. Mình dịch ở đây là cái con đường này có rất là nhiều kuruma là ô tô. Em biết nghĩa của từ kuruma này chưa? Dạ chưa ạ. Vậy thì em memo lại ha. Kuruma có nghĩa là cái ô tô. Dạ vâng. Michi là con đường. Dạ. Chắc là chưa học đến ngữ pháp này nhỉ. Thì ok, mình có thể luyện luyện đọc một chút cũng được. Không sao cả.
cho nó quen quen miệng đi. Ok, còn nếu mà em ấy thì em chưa học đến ngữ pháp thì ngày mai em có thể tham gia lớp học vỡ lòng của cô Linh cô và lớp học phát âm của cô Akiko ha. Dạ. Ok, câu 8. Câu 8, câu này thì có furigana ở bên trên nên em có thể đọc được đúng không? Vậy để chị đọc trước, sau đó là em đọc theo sau ha. Konomichi wa. Konomichi wa. Ở đây đáp án là hosoi. Cái hosoi desu. Hosoi desu. Câu C Không phải câu B. Hosoi. 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 Cả câu là Konomichi wa hosoi desu. Em đọc lại cả câu đi. Konomichi wa hosoi desu. Đúng rồi. Con đường này, hosoi có nghĩa là hẹp đấy ạ. Hẹp à? Con đường này thì hẹp. Ở câu A, chi sai tức là nhỏ. Nhỏ thì người ta thường dùng với lại đồ vật hơn là con đường người ta hay nói về bề rộng với chiều dài chiều rộng đúng không? Thì mình về cái chiều dài chiều rộng mình nên dùng từ hosoi chứ mình không nên dùng từ chi sai. Nhiều bạn bảo là chi sai thì không không đúng nhá. Mà ở đây là hosoi. Câu C, usui có nghĩa là nhạt. Thì con đường không thể nhạt được bởi vì nó chỉ do cái vị giác của mình mà nhạt. Còn đi là karui. Karui có nghĩa là nhẹ. Thì đáp án chính xác nhất ở đây là đáp án đi. Konomichi wa hosoi desu. Ok, câu 9. Tô sô càng đế. Tô số càng đế Hông ố. hông ngốc Karimashita. hông karimashita Vậy em đoán đáp án là gì chưa? Chị nói đáp án rồi đấy. karimashita karimashita Karimashita. karimashita Cô C là kaimashita. Kari. là câu A Đúng rồi, câu A. khi nhìn nó Kari. Kari tức là mượn. Ấy, ở đây cả câu nghĩa là Tosho cần là thư viện. Có nghĩa là thư viện đúng không? Đế là chỉ địa điểm. Hôm là cuốn sách. Tôi đã mượn sách ở thư viện. Kari có nghĩa là mượn đúng không? Thì mình dịch cả câu là tôi đã mượn sách ở thư viện. Mọi người không chưa biết nghĩa thì mọi người có thể ghi memo lại ha. Bi kashimashita có nghĩa là cho ai mượn, mượn cho ai đó mượn. Thì mình không thể dùng ở đây được bởi vì là đến thư viện để mượn sách mà chứ không phải đến thư viện để cho mượn sách. Nên là đáp án là câu A. Si là kaimashita. Ở đây là mua, kau là mua. Không phải cũng không đúng đúng không? Đi kakemashita thì ở đây không có nghĩa gì cả. Ok, cảm ơn em rất là cố gắng luyện tập luyện đọc nhiều hơn ha. Dạ vâng. Cảm ơn em. Tiếp theo câu 10, có ai có thể giúp mình được không? Dạ, mời bạn Minh Tú ạ. Em đưa cô là em không biết đọc ạ. Không biết đọc. Thế đã đọc bằng chữ cái chưa nhở? Hôm đó là nhà em mất điện nên em không học được ạ. Em có theo lớp học của cô Dinko với lại cô Akiko không? Có. Thì đã học bằng chữ cái, em học bằng hết bằng chữ cái rồi đúng không? Nhưng mà em chưa đọc được ạ. À, chưa đọc được à? Thế cô muốn thử sức ở câu này một chút không? Thì mình sẽ đọc mẫu cho bạn, sau đó bạn đọc theo để bạn nhìn mặt chữ, ok? Có được không? Vâng. Được nhá. Chị Dí ơi, có thể phóng to màn hình lên một chút nữa không ạ? Em thì hơi nhỏ, mọi người có thể không
khó đọc cái đã được chưa hơi to quá, nó bị nhỏ thêm chút nữa. À, đã được rồi đấy ạ. Chị kéo xuống câu 10 giúp em với. Ok, vậy mình sẽ đọc trước một lần, sau đó bạn đọc theo mình ha. Asta wa. Câu 10 này, asta wa. Đâu rồi, bạn Tú đâu rồi? Asta wa. Mukuyobi desu. Mukuyobi. Kino wa. Kino wa. Kino wa suyobi desu. Suyobi. Chắc là em cũng chưa dịch được nghĩa đúng không? Thì để chị dịch nghĩa cho nhé. Suyobi có nghĩa là thứ tư. Câu này ngày mai thì là thứ năm. Asta wa mokuyobi desu. Ngày mai thì là thứ năm. Còn kino wa ngày hôm qua, kino tức là ngày hôm qua đúng không? Ngày hôm qua thì là thứ tư, thì suyobi là đáp án B. Chắc không biết là mọi người đã học đến ngày tháng chưa? Thì kayobi đáp án A là thứ ba, đáp án C kiyobi là thứ sáu, đáp án D doyobi là thứ bảy. Thì đáp án chính xác nhất ở đây là suyobi là thứ tư. Ok, câu 11 em tiếp tục. Có muốn tiếp tục không? Hay nhường cho người khác giúp? Alo? Câu 11 nè. Còn mấy câu nữa thôi, cố gắng lên nào. Em thấy trong chat có bạn Phạm hay Len có trả lời á, hay gọi bạn thử nhé. Dạ. Bạn Phạm Helen chắc là biết câu trả lời ha. Rồi mình mở. Dạ, mời bạn có thể làm giúp mình câu 11 được không? Chờ em một chút xíu để em đọc chút. Chưa đọc được đúng không? Em đọc được rồi, em đang đọc xem câu trả lời ạ. Ok. Mainichi o sara o aramas, không biết có đúng không hay là bạn dịch câu này nghĩa là gì ạ? Em nghĩ là chắc là mỗi ngày tôi rửa đĩa đúng không? Đúng rồi ạ, aramas đáp án C là chính xác ạ. Aramas ở đây có nghĩa là gì ạ? Rửa. Aramas tức là o sara tự bát đĩa. Vậy a sentaku shimasu có nghĩa là gì bạn biết không? Đâu, ta tắt mic rồi à? Vậy mình giải thích luôn ha. Sentaku shimasu tức là giặt đồ ấy ạ. Mình hay nói là fuku o sentaku tức là giặt đồ ấy. Đáp án B là soji shimasu có nghĩa là dọn dẹp. Ví dụ mình dọn dẹp nhà cửa hoặc dọn dẹp đống bừa bộn thì mình đọc là gọi là soji. Đáp án D là apimasu tức là tắm. Thì mình không thể nói là tắm cho bát đĩa được, mà mình chỉ có một đáp án duy nhất ở đây là đáp án araimasu tức là rửa bát đĩa thôi. Ok, chuyển sang câu thứ 12. Còn hình như còn một hai câu nữa thôi, mọi người cố lên ha. Đây là có bạn giơ tay đấy. Dạ. Dạ, bạn nào giơ tay có thể giúp mình nốt được không? Bạn Aki. À, chị Aki. Cô Akiko. Cảm ơn cô Akiko đã tham gia lớp của em ngày hôm nay. Trời ơi, mình giơ tay nãy cơ, không phải giơ tay cái này. Thế à? Để tạo cơ hội cho các bạn khác. Vâng ạ. Dạ, sorry chị. Mời bạn khác. Mời bạn Võ Hoàng Yến ạ.
Nhưng mà cái nữa là ok, chào tao bạn Yến, thấy bạn được. Mình câu 12 được không? Chị ơi kéo sang câu 12 giúp em với. Gì? Trả lời câu con đang bỏ bê nó. Mẹ ơi, em trả lời. Nào, em có đọc được không? Đúng không? Đọc, chị đọc đọc trước rồi em đọc theo sau nhá. À, ni motsu o. Ni motsu o. Mochimashou ka? Moni. Mochi. Mochi. Mashou ka? Mochimashou ka? Iie. Iie. Đáp án ở đây là karui desu. Karui. 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 Đọc liền này. Iie karui desu. Iie karui. Nimotsu ở đây có nghĩa là đồ đạc kia, đồ đạc. Thì câu này là để tôi mang đồ cho nhé. Thế người kia trả lời là ie karui desu. Karui có nghĩa là nhẹ. Ie yeah, không cần đâu ạ, nó nhẹ đấy mà. Câu nó là như vậy ha. Đáp án A, yasashi có nghĩa là hiền, dễ, dễ tính. Yasashi. Ví dụ mình nói là ano hito wa yasashi hito desu. Tức là người kia rất là người rất là hiền lành á. B wa wadui. Wadui là xấu, xấu bụng, xấu tính, không tốt ha. Còn daijoubu có nghĩa là không sao, không sao đâu. Thì ở đây có nghĩa là mình đang nói về nimotsu mà, thì mình nên dùng từ karui. Trong giao tiếp mình có thể ie daijoubu desu cũng được, nhưng mà đáp án người ta cho là karui, vì mình đang nói về cái đồ mình xách nó karui. Ok, cảm ơn em. Làm tiếp câu 13 không? Câu 13 ha, đọc theo nha. Đâu rồi? Tắt mic rồi à? Em thấy lớp mình ít hay là mỗi người làm một câu đi cô ha. Nếu như bạn nào chưa được gọi là cứ gọi thôi cô. Thì có bạn nào chị gọi giúp em với. Một hai câu nữa thì phải. Bạn Bảo Hân, Huỳnh Minh, Huế, Minh Tú, Phạm, Helen, Trăng Nhung hết rồi. Còn Trung Dũng, Harry nè. À, bạn Harry nhé. Dạ. Bạn Harry có mở mic được không? Các bạn không mở được ạ. À? Thế ạ? Vậy thôi. Cô Haki cô giơ tay thì có thể mời cô Haki giúp các bạn nốt hai câu được không ạ? Giúp em hai câu nốt được không? Chị Haki cô. Cô Haki em mấy rồi? Cho mình xin phép chút xíu, mình đang không tập trung vào bài giảng, xin lỗi cô giáo nha. Dạ không sao. Còn hai câu cuối chị có thể giúp các bạn giúp em được không? Câu 13 và câu 14 ạ. Câu 13. Dạ. Chị đọc xong chị điền đáp án vào thôi ạ. Mình hơi bị khó khi mắt mình đang kém lại dùng điện thoại. Bây giờ cô giáo giúp cho từ mới nhé. Đầu tiên mình có gì nhỉ? Toki toki boshi yo. Gì 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 đấy. Nani nani. Đúng không ạ? Toki toki. Thì thoảng. Boshi. Boshi là cái gì nhỉ? Cái gì đội lên đầu ấy, là cái mũ đúng không ạ? Đó. Thế thì cái gì chúng ta đội lên đầu? Nếu mà chúng ta dùng từ đầu tiên, nếu mà phương án A thì chúng ta sẽ là gì ạ? Kimasu có vẻ như là khoác lên người đúng không? Ki khoác. Đúng không ạ? Kabuki. À kaburu. Kaburu có vẻ như cái gì đó lụp sụp. À có lẽ là phương án B ạ. Là kaburu. À, đáp án B đúng không ạ? Dạ, đáp án B ạ. Dạ, sekai. Arigato gozaimasu. Sekai ạ, đáp án B là đáp án chính xác ạ. Em giải thích nốt từ đáp án C, hakimasu. Ở đây là, có nghĩa là xỏ mình, haki, tức là kutsu wo hakimasu, tức là xỏ vật, cái gì đó, xỏ vật giày đúng không? Kakemasu, có nghĩa là treo. Thì
ở đây mình là sao ạ? Là đáp án đi, tức là mình nên đội mũ. Thỉnh thoảng thì có đi ra ngoài là có đội mũ ha. Ok, mình chuyển sang câu cuối cùng, câu 14 ạ. Chị giúp nó giúp em à, có 15 câu. Chị giúp em nốt 15 câu nha. Câu 14. Thôi để gọi bạn cũ được cô ạ. Dạ được, chị gọi ai cũng được giúp em với. Mời anh Minh ạ. Dạ, em không biết câu trả lời thôi nha cô. Được ạ, chị đọc phát âm cũng được. Dạ, Yuki wa. Đáp án là đáp án Samui Yuki wa. Đáp án là đáp án D ạ. Có bạn sẽ bị nhầm là Samui đấy. Nhưng mà Samui là nóng. Samui là rét. Rét nha. Rét. Dạ. Trái nghĩa với Samui là đáp án D là Atsui. Atsui. Tuyết. Dạ. Tuyết thì lạnh. Tuyết thì lạnh. Tức là sao ạ? Khi mình sờ vào tuyết thì mình sẽ cảm giác là lạnh. Ở đây người ta đang nói về tuyết chứ người ta không nói về về không khí. Dạ. Ví dụ như người ta nói Tenki kiwa samui desu. Tức là người ta đang nói cái không khí, cái thời tiết của ngày hôm nay là samui. Nhưng mà ở đây người ta nói là yuki wa tsumetai desu. Ví dụ như mà bạn nghịch tuyết thì bạn sẽ sờ tay vào tuyết đúng không? Thì mình sẽ thấy là lạnh. Thì ở đây mình nên dùng từ tsumetai. Kể cả suzushi là ấm áp phải không cô? Suzushi là mát mẻ. Dạ. Atsui là nóng bức. Dạ. Thì đáp án đúng rồi là yuki wa tsumetai desu. Đúng rồi ạ. Yuki wa tsumetai desu. Đáp án B ạ. Câu 15. Tsubi no Kado. Hai. To. Tsuki. Nihi. Tsugi no kado o. Kado đúng không phải không? Dạ đúng rồi ạ, đáp án đúng rồi ạ chị. Kado o nigi ni magaru do to ginko ga arimasu. Đúng rồi ạ. Cả câu này có nghĩa là gì? Chị có dịch được giúp em không ạ? Ginko là ngân hàng. Dạ đúng rồi. Ginko là ngân hàng. Đi đến ngân hàng. Tức là sao? Magaru là rẽ đúng không? Migi là phải. Migi nhỉ? Rẽ bên phải. Cái góc. Kado là cái góc đúng không? Cái quẹo. Quẹo bên phải á. Tsugi no. Tsugi là nghĩa là tiếp theo. Thì mình dịch. Dạ. Vậy chị dịch cả câu là được quẹo, là dạ. Quẹo cái góc bên phải tiếp theo thì sẽ đến cái ngân hàng. À đúng ạ. Dịch rất là hay, rất là chuẩn. Cảm ơn chị. Dạ. Vâng, thì hôm nay mình đã làm xong 15 câu rồi ha. Nhiều bạn thì cũng chưa quen với cách đọc á. Cũng là chắc là cũng hơi khó so với các bạn. Nhưng mà mình cứ cố gắng mình phát âm, mình đọc phát âm lên, xong mình sẽ phát âm quen hơn ha. Thì quá giờ cũng hơi muộn rồi đúng không? Thì cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian tham gia lớp học của mình. Và từ buổi học sau thì mình sẽ chú trọng hơn về cái khai hoa cho mọi người. Sẽ không còn hôm nay buổi đầu tiên và buổi thứ hai chỉ mang tính chất là giới thiệu. Và ôn lại một chút, và mình muốn xem là cái trình độ của mọi người đến đâu để buổi sau mình sẽ điều chỉnh cho phù hợp ha. Thì buổi sau mình sẽ đi sâu hơn về kaiwa và mình sẽ tạo điều kiện cho mọi người kaiwa nhiều hơn, luyện tập nói và phát âm nhiều hơn nha. Ok, rất là cảm ơn mọi người. Và hôm nay chắc là mọi người cũng học được một, hy vọng là cũng học được một chút gì đó kiến thức cho bản thân mình. Thì hẹn mọi người vào tối thứ bảy tiếp theo tuần sau. Không sao đâu.
Mình cứ luyện tập đi. Mai chị tiếp tục tham gia hai lớp tiếng Nhật nữa của cô Akiko và cô Dinko. Thì mình sẽ nhanh chóng tiến bộ thôi ạ. Dục tốc là bất đạt. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Oyasuminasai. Mọi người còn nhớ từ Oyasuminasai không? Oyasuminasai. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn cô ạ. Cô dạy nhiệt quá, cô dạy đến hơn một tiếng rưỡi luôn. Chúc cô ngủ ngon ạ. Cho đi mọi người bài. Hôm nay gặp sự cố hơi trục trặc một chút.